ngày 25 tháng 7, lễ thánh Giacôbê Tông Đồ. Các con sẽ uống chén của ta. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Khi ấy, bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi: Bà muốn gì? Bà ta thưa lại: Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài trong nước Ngài. Chúa Giêsu đáp lại: Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người: Thưa được. Người bảo họ: Vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban, nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được như thế. Trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Uống chén đau khổ nên tế lễ vì yêu. Các con sẽ uống chén của ta. Theo Chúa Giêsu mà lầm tưởng rằng rồi ra ta sẽ vinh quang với người trong triều đại của người ở trần gian này. Đó là ý nghĩ của hầu hết các môn đệ và cả cha mẹ, bà con, họ hàng nhà họ. Bởi thế mới có chuyện bà Giê-bê-đê, mẹ của hai anh em Giacôbê và Gioan, tranh thủ đến xin Chúa cho hai anh em sau này, kẻ ngồi bên tả, người ngồi bên hữu Chúa. Chúa nói: Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp phải uống chăng? Và họ thưa: Được. Biết họ hiểu sai về nước Thiên Chúa của người, người vẫn trả lời: Các con sẽ uống chén của ta. Không thiếu gì người theo Chúa và đang ước mơ cho mình một chỗ vinh quang kiểu thế trần, ông kia, bà nọ, để việc theo Chúa đúng nghĩa tinh tuyền, thuần khiết và thánh thiện. Thiết tưởng nên bỏ đi cái khái niệm một người làm quan cả họ được nhờ, theo kiểu con ông cháu cha ở đời. Ngay cả bài hát từ ngàn xưa có câu: Từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng khanh tướng, cũng đã phải sửa hai từ khanh tướng lại thành vinh phúc, hay đúng hơn là tư tế. Và hơn thế nữa, theo Chúa phải là chấp nhận uống chén mà Chúa Kitô đã uống. Chén ấy chính là chén cứu độ trên thập giá, theo đúng thánh ý Chúa Cha. Vậy theo Chúa không phải là để có một danh xưng, một chỗ đứng, một địa vị, nhưng là được vinh dự tham dự vào chính cái chết của người. Ước gì các gia đình sẽ không còn chúc mừng nhau về chuyện làm ông kia bà nọ, nhưng hãy chúc mừng nhau vì sự chấp nhận chết đời mình vì yêu người, như Đức Kitô đã chết.
Thánh Giacôbê cuối cùng đã uống chén của Chúa Kitô qua cuộc tử đạo. Lạy Chúa, xin cho các gia đình hân hoan theo Chúa, bằng lòng nên lễ tế vì yêu với Chúa Giêsu mỗi ngày. Amen. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong những ngày không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, xin cho lòng chúng con khao khát kết hiệp với Thánh Thể Chúa và sống bí tích Thánh Thể ở nhà, bằng việc yêu thương trong gia đình, bác ái với mọi người, cùng kinh nguyện cho đại dịch mau chấm dứt, cho thế giới được bình an. Xin cho chúng con cùng Thánh Phaolô hát lên trong mùa gian nan tôi luyện rằng: không có gì tách chúng con ra khỏi tình yêu Chúa trong Đức Kitô. Amen. Chúa ơi, vì dịch bệnh con phải ở trong nhà, phải cách ly nhà thờ, phải cách ly anh em, cách ly những người thân, nhưng con không cách ly Chúa, vì con khao khát Chúa, vì Chúa khao khát con. Lạy Chúa Thánh Thể, xin ngự vào lòng con, xin sống trong con tình sắt son. Con ở nhà buồn nhung nhớ Chúa, Chúa trong vuông tim nhớ nhung con. Chúa ơi, dịch bệnh bao lâu nữa, chẳng lẽ đôi tim cứ mỏi mòn. Con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng Thánh Thể khát khao con. Cách ly vời vợi không xa Chúa, vì Chúa bên con tình sẵn son. Không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu Chúa. Chúa ơi, không có gì ngăn được lòng con mến yêu Chúa, mến yêu muôn đời. Con ở một mình im vắng quá, Chúa trong vuông tim vắng im hơn, cách xa ngàn dặm bao thương nhớ, lệ đọng trong tim mắt môi buồn. Con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng Thánh Thể khát khao con. Chúa ơi, ngự vào lòng cung kính, người sống trong con tình sắp son. Không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu Chúa. Chúa ơi, không có gì ngăn được lòng con mến yêu Chúa, mến yêu muôn đời.
thăm con. Bánh thiêng màu nhiệm con say đắm, lòng ngất ngây vui mắt môi hồng. Con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng thánh thể khát khao con. Chúa ơi huyền diệu âm thanh Chúa, người mãi trong con tình sắt son. Không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu Chúa. Chúa ơi, không có gì ngăn được lòng con mến yêu Chúa. Con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng thánh thể khát khao con. Cách ly vời vợi không xa Chúa, vì Chúa bên con tình sắt son.